Kính thưa quý cô chú anh chị em, hôm nay Tuyết Già lên đây xin chia sẻ một chủ đề nói về tuổi mùi. Hôm nay nói về tuổi mùi, thì tuổi mùi trước tiên á là người như thế nào? Người mà tuổi mùi á là người ta mềm mỏng, ngọt ngào. Về cái tình cảm của tuổi mùi cũng vậy, người ta thích những cái vẻ đẹp, những cái trang nghiêm. Rồi cái tính cách đó thì của người tuổi mùi là như thế nào? Người tuổi mùi á, người ta rất là nho nhã, cũng như người ta trong một cái gia đình giống như là trí thức nho nhã. Thường á là những cái tuổi mùi á, ngày xưa đó mà nhà giàu á, là có người con tuổi mùi á, là người ta hay đưa đi du học Pháp, du học Tây đó. Rồi những cái anh chàng tuổi mùi, những cái chị tuổi mùi đó, hồi thời xa xưa đó, người ta đi du học Pháp, Nhật, Tây, người ta trở về người ta mềm mỏng, ngọt ngào, lịch sự lắm đó. Cái tuổi mùi này người ta không có thích sôi nổi, đúng không đó? Từ cái chỗ đó cho nên cái đường công danh sự nghiệp của tuổi mùi á khó thăng chức đó. Tuổi mùi mà kêu làm những cái chức phận cao á là tuổi mùi không có làm được, giống như là ép buộc người ta phải vô những cái ma cái gì mà tính toán á, đầu óc á, là tuổi mùi không có thích. Tuổi mùi thích nho nhã, cho nên cuộc đời của tuổi mùi á là hay làm những cái nghề mà gọi là óc sáng tạo, giống như là thẩm mỹ á, về nghệ thuật thẩm mỹ thì tuổi mùi á người ta thích làm. Ngày xưa là chưa có thời trang nha, hồi xưa thiệt xưa là chưa có thời trang, chưa có cái gì mà người mẫu, chưa có gì, giống như là chỉ có tạp chí hình báo, tạp chí thôi đó, đúng không quý cô chú anh chị em, còn nhớ không? Thì cái tuổi mùi này á thì thường thường á là những cái chú mà sửa thợ đồng hồ, những cái anh sửa thợ đồng hồ, những cái thợ kim hoàn, những thợ bạc rồi đó, rất là dễ thương. Tại vì người ta thích sáng tạo, người ta có cái óc thẩm mỹ, đúng không? Người ta làm những cái ngành nghề nó giống như là tỉ mỉ, ngồi đơn giản, trầm tư, cũng như là người ta giống như là người ta rất là thơ mộng, nho nhã, và tuổi mùi rất là dễ thương đó. Rồi cái tình cảm của tuổi mùi đó, người ta đến á với nhau á giống như cái tình cảm mà nó êm đềm, nó rất là nó êm đềm, nó không có sôi nổi mà nó bay nhảy như những cái tuổi khác, đúng không? Mà cho nên cuộc đời của tuổi mùi khi mà họ lấy vợ lấy chồng mà họ gặp những cái tuổi nào mà giống như không có hợp với tuổi mùi thì bắt đầu cuộc đời của họ đi vào giống như là bi quan, và đến lúc mà phải ly dị. Mà cái lúc ly dị á là rất là đáng thương cho tuổi mùi. Họ không bao giờ thắng kiện đó, họ không bao giờ tranh cãi đâu, giống như là họ không có cần đâu. Giống như người ta là nhà nho mà người ta hả không có cần là giống như là những cái gì mà gọi là nhân gian gọi là dùa hốt hay là tham lam á, tuổi mùi không có như vậy. Ở cái tuổi mùi này rất là đặc biệt luôn. Cho nên á mà tại sao mà ai mà có chồng tuổi mùi thì rất là hạnh phúc, đúng không? Nhưng mà tại sao trên cõi đời này tuổi mùi lại ly dị, đúng không? Lại dễ bị vợ bỏ rất là nhiều là như thế này. Tự vì cái xã hội bây giờ á là người ta tân tiến, sẽ hơi đời mới, tất cả những cái gì đều mới hết. Mà tuổi mùi còn ngồi lý tỉ lý mỉ gì nè, không chịu phấn đấu lên. Rồi nhiều khi bà vợ cũng tức, đúng không quý cô chú anh chị em? Chỉ có vậy thôi à, chứ thật ra tấm lòng của tuổi mùi rất là tốt. Đó, còn mấy cái chị mà tuổi mùi ha, là một người vợ đảm đang, dễ thương, nhà cửa sạch sẽ, rồi thẩm mỹ, trang điểm nè, đó là những chị tuổi mùi nha, đúng không? Chứ tuổi mùi người ta không có thích giống như là cờ bạc, rượu chè hay là ngồi quán mà cũng như là giống như là cái gì mà nó không có gia đình á, là tuổi mùi người ta không có thích. Khi mà đi ăn đi uống á thì tuổi mùi người ta cũng rủ gia đình người ta đi. Tự vì hồi cái tuổi mùi là từ lúc bé khi lớn lên á
là đa số nha quý cô chú anh chị em, là tuổi Mùi được sống trong một cái khuôn phép của gia đình, được sự chở che bảo bọc của gia đình. Cho nên á, tuổi Mùi á là hồi ngày xưa là những cái chị mà tuổi Mùi á là hay ở những cái tòa nhà mà giống như là giàu sang ở ở ở Sài Gòn đó, đục tuyết dài và còn nhớ mềm mỏng mà đẹp gái mà dễ thương lắm đó. Những cái tuổi Mùi á, nhìn rất là cũng như là trìu mến, nhưng mà người ta có cái tấm lòng hen rất là nhân hậu, người ta thương người cực kỳ luôn, mà người ta giúp đỡ người rất là nhiều. Nhưng mà cái số của tuổi Mùi á, cái sự nghiệp của tuổi Mùi nó không có được mà gọi là giống như là tỷ phú, nó ít có chứ phải là nó không có. Nhưng mà người ta không có tranh luận, người ta không có cào cấu, người ta không có sôi động, người ta không có tính toán nóng bỏng gì hết, rồi làm sao người ta làm những cái việc yêu thích của người ta đó. Tuổi Mùi mà bây giờ kêu làm kế toán ngân hàng mà tính hoài là tuổi Mùi bực rồi nha. Mà cái bực của tuổi Mùi á là người ta không có dằn mâm sắn chén, mà người ta chỉ có lặng lẽ đó, lặng lẽ. Rồi khi á, mà người ta rơi vào cái số mà giống như là xa cơ lỡ giận á, thì cái tuổi Mùi này á, người ta cũng không bao giờ mà tâm sự cùng ai, người ta sống rất là khép kín trong một cái căn phòng cô độc. Cho nên đa số á, khi mà tuổi Mùi mà buồn tình thất tình hay là có một cái chuyện gì mà nó không may đến tuổi Mùi thì người ta rất là lặng lẽ đó, người ta ít có khi nào chia sẻ với ai lắm. Chừng nào mà người nào thân thiết lắm người ta mới tâm sự cái cuộc đời của người ta. Cái tuổi Mùi này rất là lạ, mà đa số tuổi Mùi á người ta rất là kỹ tính khó tính đó. Cho nên á, khi mà kỹ tính khó tính quá thì khi chọn vợ á, đó là tiết già nói đàn ông nha, người ta rất là kỹ tính luôn. Khi người ta chọn một người vợ á là phải một người vợ hiền ngoan có đạo đức, chứ đừng bao giờ mà đem một cái sắc đẹp mà giống như là nó nóng bỏng á mà đưa cho cái tuổi Mùi á là người ta không có đồng ý đâu. Nó người ta thích một người vợ có một cái vẻ đẹp mà nho nhã giống như người ta vậy đó. Đó rồi chẳng may mà thí dụ như cái công danh sự nghiệp mà làm ăn không có được á thì á, tuổi Mùi bị thất bại trong cái trầm tư u sầu lắm, rồi rơi vào cái cảnh cô đơn cô độc. Tuổi Mùi là như vậy. Mà tuổi Mùi á, người ta rất thích bạn, thích bè, thích anh, thích em, thích dòng, thích họ. Mà tại vì cái số của tuổi Mùi hay bị vậy hoài luôn, cứ rơi vào cô độc hoài. Rồi á, khi mà ly dị thì cũng không có thắng kiện bằng người ta nữa đó. Còn về cái tình duyên của tuổi Mùi á, là tại vì tuổi Mùi quá kỹ tính, mà tuổi Mùi cũng có số đào hoa nữa. Mà tại vì tuổi Mùi kỹ tính, từ cái chỗ kỹ tính đó đó là tuổi Mùi cứ chọn hoài chọn riết, rồi khi ngó lại biết không, ngó lại mình là đã 50 rồi, 60 rồi, đúng không quý cô chú anh chị em? Ở đàn ông tuổi Mùi hôm nay rất là nhiều người, người ta cũng thành đạt mà có khi người ta rất là kỹ, cho nên 40-50 vẫn còn chưa có gia đình luôn đó. Không phải người ta ế đâu mà ta quá kỹ tính. Tự nhiên người ta chọn vợ, người ta chọn theo cái phong nhã, phong nho nhã ngày xưa đó, mà giờ tìm những cái gì mà ngày xưa thì cũng rất là khó tìm, đúng không quý cô chú anh chị em? Cái tuổi Mùi này ai mà lấy chồng được tuổi Mùi đó hen, là rất là hạnh phúc. Tự nhiên người ta rất là thương yêu vợ con, người ta mềm mỏng, người ta lo chu toàn hết tất cả, người ta không có để cho người vợ mình phải giống như đói khổ. Mà tại vì người ta không có làm gì để tiền nhiều, đúng không? Người ta sẽ làm những cái ngành nghề giống như là nó thẩm mỹ thì làm sao mà được cái đường may mắn, đúng không quý cô chú anh chị em? Mình phải sôi nổi, mình làm những cái việc gì á mà giống như là mình phải tính toán một vốn mà nó bốn lời thì nó mới làm giàu được. Nó mà ngồi mà tỉ mỉ gì hoài biết chừng nào. Mà tuổi Mùi người ta thích vậy đó. Người ta thích suy tư sáng tạo một mình, và tuổi Mùi nó rất là dễ thương cái chỗ này đó. Tuyết già cũng có những người chú, người anh, người bạn ở Việt Nam á, tuổi Mùi bây giờ Tuyết già cũng nhớ mấy bạn, mấy anh, mấy chú đó lắm luôn. Tuổi Mùi rất là dễ thương. Hồi xưa mà Tuyết già khổ đó hen, mà nói tiếng đó hen là bắt đầu hả, rồi để chú mua bánh mì cho con ăn, rồi để cô mua cà phê cho con uống đó. Tuổi Mùi những người mà bạn già cũng Tuyết già lớn hơn tuổi hơn Tuyết già nữa đó, mà cho nên Tuyết già nhớ hoài cái tuổi Mùi này.
người ta hả, giống như người ta có một cái lòng từ bi vĩ đại hồi hồi tiền kiếp mà để lại đó, nhưng mà tại sao cái kiếp này người ta chưa có đủ duyên để người ta phát huy hết cái sự giàu có của người ta? Chắc có lẽ tuổi mùi theo tiết già nghĩ phải thêm một kiếp nữa thì người ta sẽ giàu thôi, đúng không quý cô chú anh chị em? Tại vì tuổi mùi người ta không có làm cái việc gì ác được nè. Cái vụ mà làm cái gì mà hơi ác ác là tuổi mùi nó thôi không có được đâu nha, kỳ lắm á tụi bay ơi. Đó đó, những ông chú tuổi mùi hay nói vậy đó. Người ta ha, bắt đầu người ta nói trời không được đồ, lực nhân quả rồi thế này thế kia đó, cái tuổi mùi đó. Rồi khi cái tuổi mùi mà người ta gặp mình đó ha, thì người ta là cái tính cách của người ta đâu đó rõ ràng, không bao giờ mà người ta giống như là bập chợp á, người ta gọi là bập chợp đó. À, bạn là bạn mà tình là tình, đúng không? Nó phân biệt rất là rõ ràng đó. Nó tuổi mùi người ta không có thích nóng bỏng luôn, cho nên nếu mà cô chú anh chị em nào mà tuổi mùi á, mà bây giờ sự nghiệp còn hơi gọi là giống như chưa có thành đạt á, thì á, mình sửa cái tánh lại, sửa cái tánh cũng như là nho nhã mà mình cộng sôi nổi lên, thì bắt đầu mình sẽ tiến lên cái con đường công danh rất là nhanh đó. Tại vì mình có cái nhược điểm là mình mềm mỏng nho nhã, mình làm gì mình cũng kỹ quá. Rồi làm sao mình phải, thời gian bây giờ đó là mình phải nhanh, đúng không quý cô chú anh chị em? Nó tuổi mùi chỉ cần sửa cái nhanh lại là bắt đầu là tuổi mùi sẽ thành công liền. Giống như là bây giờ mình nói là ừ mình phải làm gì cho nhanh, rồi mình suy tư ra, suy nghĩ ra. Đó thì bắt đầu tuổi mùi sẽ thành đạt rất là cao. Cũng có những người tuổi mùi mà người ta có cái óc thẩm mỹ á, mà là người ta sáng tạo ra, người ta mở những cái doanh nghiệp, những cái cửa hàng rất là lớn lao. Mà tuổi mùi này á, mà khi người ta mở ra một cái gì đó là cái sự thành đạt, thành công của người ta rất là cao. Bởi vì trước khi người ta làm á, người ta suy nghĩ rất là kỹ, nào là luật nhân quả, nào là không biết có pháp luật gì không, rồi nào là bán có được không, nào là thẩm mỹ thế nào, người mua tiêu dùng, trời ơi, tuổi mùi rất là kỹ. Cho nên những người tuổi mùi khi người ta khởi nghiệp á, là người ta một cái sự chắc vững, đúng không? Đúng không? Chắc vững. Chứ không bao giờ mà người ta sôi nổi mà đến nổi mà giống như kiếm tiền ào ào. Cho nên sự nghiệp của tuổi mùi thì đa số là bậc trung, gọi là bậc trung nhiều hơn là tỷ phú nha quý cô chú anh chị em. Đó, mà tuổi mùi á thì người ta hay lặng lẽ đi về, đó gọi là lặng lẽ đi về, đúng không? Thí dụ như là những cái tuổi khác á, mà khi chia tay người yêu á, cái người ta bực quá, cái người ta đi ra quán, người ta nhậu, người ta làm mấy chai bia, người ta quậy tưng bừng lên, đúng không quý cô chú anh chị em? Mình phải làm gì nó mới tưng bừng lên, đúng không? Mới quên cái nỗi sầu. Còn tuổi mùi không có, đi về trong phòng gác tan chán, suy nghĩ lặng lẽ, yêu đương trầm tư mình à. Đó là cái tuổi mùi như thế. Tại vì cái tuổi mùi, cái số họ, người ta sanh ra trong một cái gia đình người ta đã có cái sự mà gọi là che chở rồi, đúng không quý cô chú anh chị em? Cho nên á, nếu như mà mình có đứa con tuổi mùi á, đúng không, mà hiện tại giờ nếu ai quý cô chú anh chị em có đứa con tuổi mùi thì tập cho cái tánh tự lập, đúng không, thì cộng với cái số phận của tuổi mùi thì thành công rất cao, đúng không? Tại vì tuổi mùi thích là giống như làm gì cũng phải có cha có mẹ dựa dẫm vô lo, cái đó là cũng trở thành một cái thói quen thôi chứ cũng không có là cái gì. Nhưng mà cái đó là cái làm cho tuổi mùi không có thăng quan tiến chức được, đúng không? Những cái tuổi khác người ta rất là tự lập, mà tuổi mùi này rất là dễ thương. Cái chỗ này Tuyết Già xin kính chúc quý cô chú anh chị em tuổi mùi ai cũng giàu có hết, tại vì tuổi mùi này rất là dễ thương luôn. Video chia sẻ đến đây kết thúc, xin chân thành cảm ơn quý cô chú anh chị em rất nhiều. Hẹn quý cô chú anh chị em gặp lại video tiếp theo.